bây giờ là màn ba. Cảnh trí, con đường dẫn lên đền Hùng, bóng một cô gái đi trên đường mòn lên dốc. Trăng 14 vừa nhô lên ở chân trời, ánh trăng còn yếu ớt chưa tỏa khắp. Nhìn rõ gần chính là cô Nguyễn Thị Giang, tay đeo túi nải, nét mặt phấn khởi. Cô Giang dừng chân nghỉ, cài lại bông hoa dứa trên mái tóc và nói: Sư Trạch nói anh trên đền sẽ đợi, khi trăng lên chiếu rọi chính đỉnh đồi, để dặn dò tâm sự chuyện tương lai, chuyện đất nước, việc lứa đôi đính ước. Anh muốn mình có một lần sinh hoạt rõ con đường phía trước rất gian nan, trước khi cùng hội kiến với anh em. Cô Giang bứt một vài chiếc lá bên đường rồi đâm chiêu khi cười miệng, tiếp tục lên đồi. Đường lên đồi, ồ, đường lên đền từng bước thấy hân hoan, dạo dực quá chưa bao giờ cảm nghiệm. Chống ngoại xâm dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng có nhau làm điểm tựa cho nhau, có khi còn bảy nổi trục địa cầu. Giặc cướp nước gì đâu mà phải sợ cơ chứ, đời sống riêng mình nghĩa gì cơ chứ. Chết thì thôi, đời ai cũng qua cầu. Cô Giang xốc tay nải lên vai, ngẩng lên nhìn trăng đã lên trên lưng đồi, ánh sáng dịu dịu, gió nhẹ nhẹ. Kìa, trăng đã lên, trăng đã lên, vầng trăng vàng kim âu, từng long lanh pha màu ngân óng ả. Còn gió nữa đùa lá rừng nghiêng ngả, gió có nhà không và lá mừng ai nhỉ. Đón ta đi, đi mãi đến đâu đâu. Hôm nay rằm 14 ngát hoa ngâu, lòng rộn rã tưởng đâu mình là chức nữ. Trời không mưa, cảnh thật là kỳ tú, rất nên thơ trăng tỏ đẹp mà không ngờ. Cô Giang tiến vào gần cửa đền Hùng, thấy bóng một nhà sư đi lại dưới ánh trăng. Nhà sư ấy là Nguyễn Thái Học hóa trang. Dòng sông như nguyệt năm xưa, quân reo trống thúc tiếng hô sát thù, thẹn câu hoành giáo kỳ thu. Hào hùng thuở ấy bây giờ còn ai? Đền Hùng trăng tỏ gương soi, làm cho lệch đất nghiêng trời một phương. Cô Giang nhận ra nhà sư hóa trang, bước tới chào. Người đã chờ lâu ngoài khuya sương, vẫn mang tâm sự chỉ kiên cường. Giang đến mà lòng như phấn khởi, sông núi chung chia vạt nẻo đường. Nhà sư
tức Nguyễn Thái Học cải trang, nhận ra cô Giang, gỡ áo choàng ngoài, bỏ mũ ni, hiện thân một người quắc thước. Nguyễn Thái Học nói: "Kìa em Giang, đi bộ lên đồi mệt lắm không? Hôm nay phải gặp ở đền Hùng để cùng nhận định đường ngang dọc, trả được cho với nhục mấy trùng." "Ồ, đảng trưởng, đảng trưởng, người vất vả nhiều không? Riêng Giang thua thợ cấy ngoài đồng, có thấm gì đâu mà mệt mỏi. Tam tứ sông thì em cũng lội đấy. Thất bát đèo anh cũng qua, ngại vì thân gái chịu bôn ba. Trình anh, giặc đã đến nhà, đánh cho tỏ mặt đàn bà nước Nam. Hãy cùng cam kết một đôi lời, để người chi kỳ bớt đơn côi. Phần thắng chỉ là trong muôn một, toàn những cây chua chẳng ngọt bùi. Nhưng từ dạo gặp anh lòng đã quyết, dẫu là lên thác xuống gành sâu, thân này đâu phải riêng mình nữa. Cười kẻ ngưng trang thượng thủy lâu, lăn lồi bốn đào khó gặp nhau, kẻ ở ngàn xa, kẻ dốc cầu, hung hiểm gấp trăm đầu ngọn dao. Mỗi người mỗi việc, có sao đâu. Miễn anh rong ruổi ngoài sơn cước, nghĩ thoảng về Giang cũng đủ rồi. Mình luyến thương trong tình đất nước, mình luyến thương trong tình đất nước. Đi cùng một hướng mãi chúng đôi. Hôm nay gặp gỡ rồi chia tay, kẻ ở người đi lòng khôn khuây. Muốn cho Giang biết điều cơ mật, nghĩ suy chín chắn kẻo xa lầy. Ngại gì ra ngựa bọc thây, khi voi hưng đạo xa lầy. Chứ xa lầy hóa Giang, chỉ tay thề sóng bạch đằng, không phá tan giặc không vòng, chứ không vòng về đây. Dẫu nay pháp súng đạn đầy, càng yêu đất nước càng say, càng say máu thù. Nhiều kho bom đạn dự trù, tự nhiên bại lộ quân cơ thật buồn. Đã cho chỉnh đốn quân lương, lần hồi củng cố để dương thế cơ. 10 phần nay chỉ được 3, hư chương thanh thế trong là thân cô. Thừa cơ giặc muốn trẻ che. Ôi hay, anh vẽ nên hình ảnh thảm thế, nghĩ rằng em sợ và bỏ đi. Những kẻ xả thân đền nợ nước, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Anh suy nghĩ trong trận đồ bế tắc,
Không có em đâu chắc chuyển thời cơ, mà có em thế khó vẫn chực chờ, vì pháp quyết không nhả mồi béo bờ. Đường đi tới thấy toàn là vỡ lở, chỉ còn mong bừng nở một tiếng vang, thức tỉnh tim gan ngàn vạn thiếu niên thế hệ mới phải tới phiên gánh vác. Anh muốn nói hôm nay ta bàn bạc, thế thua cầm phần chắc ở trong tay, mà anh em đồng chí vẫn hăng say, cùng thề chết như đời trần sát đát. Toàn tổng bộ đã mật thề sát pháp, không thành công thì dũng nghĩa thành nhân. Mời em chào thần chết lại ngại ngần, thân phận gái cũng có phần hướng hòa. Nợ nước của chung gái trai cùng trả, hai bà Trưng chỉ cả gương muôn đời. Nhạc kèn Tây nghe nhói cả bên tai, anh đau đớn em chia phần đau đớn. Điện kính thiên Tây sai ngồi đánh chén, đoàn thánh lâu nhục biếm nước nhà Nam. Tây có súng ta thừa lòng can đảm, cũng một đầu không lẽ có mười tay. Mang riêng mình sống chết hãy rồi hay, mạng riêng mình sống chết hãy rồi hay, vận đất nước gái trai đều gánh vác. Đôi lời chi kỳ hiểu lòng nhau, chết cũng còn hơn sống nhục đau. Gắn bó trong tình yêu đất nước, bền sâu tâm khảm đóa hoa màu, xương trắng tự do bừng thắm nở, máu đào độc lập rực tươi mau. Chung bước lắng vào nơi lửa đạn, thành nhân không thẹn với đời sau. Một khi chiến sự đã bùng rồi, đạn nổ bong rơi rẫy khắp nơi. Đại sự nếu không thành ý nguyện, về đâu nơi ước hẹn cùng người. Tiếc rằng bạch hạc áo ngày xưa đã mất đi cùng với Mỹ Châu, chẳng được trao em làm tín vật. Đường về thế giới ở bên kia. Em hỏi vậy nhưng trong lòng đã quyết, áo thiên nga hay ngỗng vịt cần chi, chức nữ vương khi thất trận có gì. Dòng sông hát trầm châu về tắm mát, đường gặp anh em đã tìm ra cách. Vậy em đã không có gì hối tiếc à? Sống làm dũng tướng chết thành thần, liễu hạnh ngày nay vẫn khói hương. Hội thánh phủ dày đền kiếp bạc, lòng sông cộng đồng vỗ vang.